Tôi xin tự giới thiệu tên đầy đủ là Nguyễn Thúy Phượng và ngày hôm nay thì được ban tổ chức phân công cho nhiệm vụ là người MC, là người kết nối toàn bộ cô ba anh chị đến với Melen cùng tìm hiểu về một tập đoàn mà hiện nay đang được tất cả bạn bè không chỉ trong nước mà trên các cộng đồng quốc tế đánh giá là một nơi tập hợp sức mạnh trí tuệ Việt và sẽ là một niềm tự hào của Việt Nam khi đưa sản phẩm trí tuệ Việt này ra toàn cầu với một mong muốn là sẽ mang hàng tỷ đô la về cho đất nước Việt Nam. Vậy thì Melen là gì và Melen đang triển khai một dự án như thế nào và tại sao lại có được sự thu hút cộng đồng, được sự yêu mến của rất là nhiều người đến như vậy? Thì Melen đơn thuần là một từ viết tắt của Make Money From Land, kiếm tiền từ bất động sản. Và slogan của Melen là cùng nhau khai thác giá trị. Chúng ta sẽ cùng nhau khai thác trong lĩnh vực về bất động sản bằng việc ứng dụng những công nghệ mới nhất, công nghệ AI, công nghệ Big Data và công nghệ Blockchain để giúp cho tất cả mọi người cùng với nhau giàu có, hạnh phúc và thịnh vượng cùng với Melen. Vâng. Và ngày hôm nay thì rất là trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian vô cùng quý giá của mình. Và một trong những cái không khí rất là gần Tết đúng không ạ? Mọi người rất là bận rộn nhưng chúng ta vẫn chọn có mặt ở đây để cùng tìm hiểu về Melen và với những người bạn, người thân yêu của mình trao cho mình cơ hội này thì đó là một cái sự trân trọng nhất với tất cả các anh chị. Vì hơn ai hết, tất cả các anh chị ấy đều biết rằng đây là một cơ hội lớn không dễ có trong cuộc đời. Tại sao lại như vậy? Vậy thì trong 30 phút, 45 phút tới đây thì rất đề nghị cô ba anh chị chúng ta hãy ngồi thẳng lên ạ và hãy giữ cho mình một cái tâm lý tốt nhất, nghiêm túc nhất, bởi vì cơ hội nó chính được tính bằng thời gian và thời gian chính là tạo ra tài sản cho chúng ta nếu như chúng ta biết trân trọng và chúng ta biết nghiêm túc với từng giây phút mà chúng ta đang có thì chúng ta sẽ nhận được những cái tài sản rất lớn. Và ban tổ chức cũng như là ban lãnh đạo của Melen luôn luôn mong muốn rằng chúng ta có được sự hạnh phúc, có được sự giàu có được những điều tốt đẹp nhất mỗi một ngày mà chúng ta được gặp nhau, mỗi một ngày mà chúng ta cùng phát triển. Và ngay sau đây thì Phượng sẽ xin mời đến đây một người mà có những cái cống hiến cũng như là có những cái đóng góp với Melen từ những ngày đầu tiên và cũng là một trong những phó giám đốc phụ trách cái văn phòng miền Nam mà chúng ta vừa xem, đã là một người mà giúp cho rất là nhiều các cộng đồng anh em tại Việt Nam và trên thế giới biết đến Melen và hiểu những giá trị mà Melen mang lại cho chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phó giám đốc khu vực miền Nam Trần Văn Tùng. Cảm ơn chị Thúy Phượng rất là nhiều đúng không? Một cái MC xinh đẹp và cũng là một hiện nay thì chị cũng đang là phó giám đốc nguồn vốn phụ trách thị trường quốc tế đó. Và vừa rồi thì chị cũng đã đạt được rất nhiều những cái thành tích đóng góp vào cái sự thành công chung của Melen cho tới ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cũng cho phép Tùng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các cô chú anh chị đã có mặt trong ngày hôm nay. Hôm nay thì Hà Nội thì cũng đã có một cái sự thay đổi thời tiết so với ngày hôm qua đúng không ạ? Bắt đầu từ chiều ngày hôm qua hôm nay lạnh rồi. Và hôm nay thì mọi người cũng có mặt ở đây rất là đông đủ. Đấy cũng là một cái niềm vui, niềm phấn khởi cho Melen. Và một tràng pháo tay thật lớn để dành cho tất cả các cô chú anh chị đã có mặt trong ngày hôm nay. Và cũng sẽ đi vào chương trình luôn. Thế thì có lẽ mọi người khi mọi người dành thời gian và mọi người tới Melen thì mọi người cũng muốn biết được rằng là gì ạ? Mình đến đây vì lý do gì? Mình đến đây vì mục đích gì? Đúng không ạ? Và mình cũng đến đây để mình thỏa mãn tất cả những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà bạn bè chia sẻ lại hoặc là gì ạ? Mình được nghe về dự án, mình được nghe mọi người chia sẻ, mình đọc thông tin nhưng mình chưa hiểu gì cả. Thì ngày hôm nay thì em Tùng sẽ gợi mở cho tất cả các cô chính trị những cái thông tin như vậy. Thì đây là cái logo của Melen, cái này là cái logo mới, sắp tới cũng sẽ được sử dụng. Cái logo này thì nó được hình thành bởi ba cái hình khối, là ba cái hình tam giác. Và mỗi một cái hình tam giác này nó đại diện cho một cái gì ạ? Của chúng ta là gì ạ? Tài chính, bất động sản và công nghệ. Và ba cái hình khối, hình tam giác này nó sẽ
kết hợp lại với nhau và tạo ra cái mô hình của mây lanh như thế. Và mọi người thấy là gì ạ? Cái hình tam giác này mọi người sẽ thấy nó có một cái sự gì ạ? Rất là vững chắc. Đúng không? Nó giống như cái kìa ba chân, đúng không? Hay là kim tự tháp, nó mang cái tính biểu tượng, nó vừa vững chãi vừa chắc chắn. Đó. Thì đấy là lý do mà tại sao mà mây lanh lại lựa chọn ba cái hình khối tam giác để lồng ghép với nhau là như thế. Đúng không? Nhìn thì nó cũng ghép vào nhìn nó giống cái chữ M, đúng không? Đó là cái nhìn giống như con rơi. Nhìn này đầu tiên nhìn tưởng con rơi nó quay. Thế bảo con rơi nó cũng mang lại một cái điều gì đó để may mắn. Đó thì đấy là sơ qua một chút thôi, bởi vì cái logo trước của chúng ta hơi khác. Đấy, thì bây giờ là chúng ta cần phải có những cái sự thay đổi. Đó. Nhiều các cái ngân hàng, các cái công ty tập đoàn lớn, đó, họ hoạt động một thời gian họ cũng có thay đổi lại cái logo cũng như cái bộ nhận diện thương hiệu, đúng không? Là chúng ta quy chuẩn lại để sao chúng ta có thể phát triển lớn, phát triển mạnh được. Thì xin giới thiệu một chút thì em Tùng hiện nay đang là phó giám đốc nguồn vốn khu vực miền Nam và cũng đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu tới bây giờ. Đó, và cũng và đây là anh Hoàng Mai Trung. Anh Hoàng Mai Trung thì là founder và hiện nay đang là CEO của tập đoàn Mây Lanh. Mây Lanh xuất phát từ cái ý tưởng của anh Hoàng Mai Trung sau một khoảng thời gian gần 10 năm anh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Có nghĩa rằng là gì ạ? Mây Lanh mới hoạt động được hơn 5 tháng nhưng thực tế Mây Lanh là một cái nền tảng của một cái doanh nghiệp về bất động sản gần 10 năm qua. Có nghĩa là trước đó khi anh Hoàng Mai Trung tham gia vào lĩnh vực bất động sản thì cái doanh nghiệp của anh Hoàng Mai Trung nó là khác và cái website chuyên về bất động sản của anh tên nó là khác. Và trong cái quá trình khi anh thực hiện và anh là một người môi giới và anh là một người giao dịch, anh là một người đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thì anh thấy được rằng là gì ạ? Cái tiềm năng của thị trường bất động sản rất lớn và anh thấy được là gì ạ? Cái nhu cầu của cái thị trường bất động sản nó cũng rất nhiều. Cái nhu cầu thị trường bất động sản rất nhiều và nó đang có một cái vấn đề là gì ạ? Nhu cầu thì lớn nhưng với những cái công nghệ hiện tại thì không xử lý được những cái nhu cầu đó. Và anh Hoàng Văn Trung muốn là gì ạ? Anh tạo ra một cái cuộc cách mạng làm thay đổi cái phương thức kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Và Mây Lanh đã ra đời là như vậy. Và sau rất nhiều những cái nghiên cứu về thị trường, nghiên cứu về khách hàng, nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu về những cái tiềm năng, những cái xu thế của công nghệ. Đó. Và đây là cái chỉ là cái giấy phép kinh doanh thôi. Đó, giấy phép kinh doanh của công ty. Bởi vì chúng ta là hoạt động theo cái mô hình truyền thống. Đúng không? Cho nên là tất cả những thứ Mây Lanh hiện nay đang làm đều đi theo đúng các cái quy định, các cái quy chuẩn của nhà nước và pháp luật. Đó, bởi vì chúng ta làm truyền thống và vừa rồi thì có một cái đơn vị kiểm toán vào đã làm việc và đầu tháng 2 này tiếp tục họ lại làm việc tiếp để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ để ủy ban chứng khoán họ có thể là công nhận Mây Lanh là một công ty đại chúng. Đó. Cho nên là về tất cả về mọi thủ tục pháp lý là chúng ta đang làm rất chuẩn chỉnh rõ ràng và có lộ trình đầy đủ. Thế thì để cho mọi người dễ hình dung nhất về cái mà Mây Lanh đang làm thì Tùng phân tích cho mọi người một cái ví dụ trong lĩnh vực vận tải, mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Ở đây là gì ạ? Đây là xe ôm truyền thống, đúng không? Cái hình ảnh này thì mọi người rất gần gũi, đúng không? Và một vài năm gần đây thì chúng ta thấy cái gì ạ? Hình ảnh của gì đây ạ? Grab. Thế thì có cái sự khác biệt gì giữa hai cái phương thức kinh doanh này? Ông CEO truyền thống thì chúng ta sao ạ? Chúng ta phải tự đi tìm. Ông chỉ việc ông đứng gốc cây thôi. Còn đâu chúng ta phải tự đi tìm. Đúng không ạ? Khi chúng ta đi tìm rồi thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải đàm phán về giá cả. Khi đàm phán về giá cả xong rồi, lên xe xong, trả tiền xong rồi, còn không biết ông này là ai luôn.
Thế nếu như xảy ra một cái chuyện gì hơi xấu một tí thì cuối cùng làm sao để tìm ông này? Đúng không ạ? Nhưng bên này thì sao? Chúng ta biết được tên tuổi, biển số xe, biết được số điện thoại. Chúng ta biết luôn cả cái giá cả chúng ta đang chuẩn bị đi là bao nhiêu tiền. Khác bên này chưa? Bây giờ nếu như bây giờ anh chị muốn đi từ bến xe Giáp Bát sang Mỹ Đình, bây giờ anh Tuấn Hoàng, anh ở trên Hòa Bình xuống, anh xuống bến xe Yên Nghĩa, anh bảo cho tôi sang 99 láng hạ. Thế thì nếu như gặp một xe ôm truyền thống thì kiểu gì cũng mất, có khi phải 5-7 chục, có khi thậm chí hàng trăm ngàn. Cứ bảo là ngày Tết thì bây giờ giá phải đi nó như thế. Nhưng bây giờ anh Tuấn Hoàng anh cài Grab xong, anh biết ngay sang đây chỉ hết có 40 mấy ngàn, đúng không? Mà không phải kỳ kèo, không phải mặc cả. Đó. Xe tự tới tận cửa bến xe để đón đi. Thế thì đấy là cái sự khác nhau giữa hai cái phương thức kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Grab giúp chúng ta gì ạ? Tiết kiệm thì về thời gian, chi phí, công sức và tiền bạc. Đó là một cái sự khác biệt. Vậy thì trong lĩnh vực bất động sản cũng vậy. Trong lĩnh vực bất động sản hiện nay cũng tồn tại và nó đang tốn kém rất nhiều các cái chi phí, công sức và tiền bạc. Ở đây là hình ảnh của những người làm môi giới về bất động sản. Anh chị có khi nào thấy những hình ảnh nào? Rất nhiều, đặc biệt là ở các thành phố lớn, ví dụ như bây giờ Hà Nội, bây giờ chúng ta cứ ra cái mấy cái khu vực mà đang xây dựng nhiều. Điều gì chúng ta bắt gặp những cái bạn như thế này, quần tây sơ mi trông sạch đẹp đúng không? Nhưng phải đứng đường này, bởi vì không đứng làm sao kiếm được khách, không đứng đường không vẫy này làm sao kiếm được khách? Đấy. Bây giờ làm nào? Có một số bạn thì chung tiền chung tay vào về tạo các cái kênh Facebook riêng, rồi tạo các website bất động sản riêng, sau đó thì chung tiền để chạy quảng cáo. Đấy, không đứng đường để đứng quá, đứng nhiều quá chán, bụi bặm, sáng thì đi make up rõ ngon lành, tối về trông mặt thì lớp bụi này. Thế bắt đầu là chung tiền để chạy quảng cáo, nhưng mà chạy thì sao, không hiệu quả, chỉ có nuôi béo ông Facebook, ông Google thôi, mà cuối cùng là một tháng không ra được một đơn nào cả, không bán được một căn nào hết, mà chi phí thì cứ vậy tăng lên. Thế thì đấy là cái khó trong lĩnh vực bất động sản. Hay là bây giờ anh chị muốn bán bất động sản, bây giờ anh chị làm thế nào? Đăng thông tin lên Facebook, đăng lên Zalo, hay đăng lên một số các cái website về bất động sản, đúng chưa? Nhưng cuối cùng những người điện cho mình thì lại toàn là môi giới, không thấy khách hàng đâu cả. Toàn những môi giới vào gọi hỏi cho xem nhà, cuối cùng cứ tiếp trắng chê xem rồi hỏi tất cả thông tin xong, cuối cùng hóa ra bảo em chỉ là môi giới thôi. Có bực mình không? Có. Hôm sau lại tiếp tục một ông như thế nữa, bây giờ rút kinh nghiệm hỏi thế em có phải môi giới không đã? Chị mới tiếp đó. Mà ngày nào cũng có mấy người gọi. Thế thì đấy là những cái khó khăn. Và như chúng ta đi mua cũng vậy, chúng ta đi mua cũng khó nhé, chứ không phải mua dễ. Bán đã khó rồi, mua cũng khó, chặt kém. Đúng không? Bây giờ anh chị muốn mua một cái nhà ở khu vực Đống Đa này đi. Anh chị muốn tìm một cái mặt bằng, anh chị vừa ở vừa kinh doanh được. Bây giờ làm nào? Vậy chẳng lẽ ngày nào cũng loanh quanh lượn quẩn, đi qua khu vực này để tìm. Ngày trước em, khi mà em mở mấy cái shop về thời trang đó, là dành chắc phải đến nửa tháng, ngày nào cũng chạy hết con phố nọ con phố kia để đi tìm mặt bằng, rất là vất vả. Thì đấy là những cái gì ạ? Những cái tồn tại, những cái khó khăn trong lĩnh vực bất động sản, trong cái việc là tìm kiếm bất động sản, chưa nói gì đến giao dịch bất động sản. Giao dịch còn khó nữa. Bây giờ các anh chị tìm được sản phẩm rồi, sau vấn đề là gì? Lại phải check xem là cái nhà này hiện nay nó có đang cầm cố gì không? Check về vấn đề pháp lý, nó có đang là gì? Sang tên hay là nó hứa hẹn nó bán cho nhiều người hay không?
xong lại trách về vấn đề về quy hoạch. Trách quy hoạch xong thì sao ạ? Rồi lại phải dẫn nhau ra phòng công chứng để làm thủ tục sang tên và mình phải chờ một thời gian. Bắt đầu mới có cái cầm chính thức cái sổ trong tay là chắc cú. Còn chưa biết là trong cái quá trình đang làm việc đặt cọc như thế có bị bùng hay không nữa. Đúng không ạ? Đấy, có những trường hợp bây giờ ở chung cư ở bao nhiêu năm thì bây giờ không có sổ, suốt ngày kiện cáo. Thì đó là gì? Đó là những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản. Và những cái khó khăn đó nó là gì? Những cái khó khăn đó nó chính là gì? Là cơ hội của Mayland. Và Mayland ra đời để giải quyết những cái việc đó. Mayland ra đời để đáp ứng tất cả những cái nhu cầu này. Mayland ra đời để làm một cái cuộc cách mạng, thay đổi hoàn toàn cái phương thức kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Sản phẩm Mayland là gì? Nó chỉ là một cái ứng dụng. Nó giống như chúng ta cài, giống như chúng ta cài Grab, ứng dụng Grab ở trên điện thoại. Nó chỉ là một cái ứng dụng thôi. Nhưng trong này nó tích hợp những cái tính năng về công nghệ. Ví dụ như công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain. Hay ví dụ như bình thường nếu như chúng ta tìm kiếm sản phẩm ấy, đúng không ạ? Chúng ta lên Google hay lên các website bất động sản chúng ta tìm kiếm, thì có thể là ngày này chúng ta tìm kiếm, hôm sau chúng ta lại phải lên chúng ta xem nó có cái thông tin như vậy hay không. Nhưng với Mayland thì sao? Chúng ta tìm kiếm, chúng ta đưa ra nhu cầu một lần thôi. Và bất cứ một lúc nào đó có một cái thông tin về bất động sản tương ứng với cái nhu cầu của chúng ta nó xuất hiện ở trên Internet, lập tức thông tin đó nó sẽ được đẩy về cho chúng ta. Nó là gì ạ? Nó, trong tiếng Anh nó gọi là real time, thời gian thực. Nó giống như ông Grab thôi, đúng không? Có phải là chúng ta chỉ cần làm sao ạ? Chúng ta chỉ book một cái là ngay lập tức nó kết nối với cái người có phương tiện và cái người đó gọi cho chúng ta ngay, đúng không ạ? Thì đấy thì là gì? Cái ứng dụng của chúng ta nó sẽ như vậy. Ngoài ra là gì? Trong cái ứng dụng này nó tích hợp những cái tính năng về công nghệ, ví dụ như thế này. Anh chị muốn tra cái quy hoạch của một cái vị trí bất động sản nào đó. Bây giờ anh chị tra kiểu gì? Thế thì bây giờ cái quy hoạch đó thì ở đâu mới có? Đúng không ạ? Ở trên bộ xây dựng hay là trên sở tài nguyên môi trường, hay là trên gì ạ? Sở kế hoạch và đầu tư, hay sở xây dựng. Thế bây giờ làm nào lên đấy liên hệ? Bây giờ cứ đi xem cái nhà này lại phải chạy lên đó hỏi, đúng không? Mất công không ạ? Quá mất công. Thế thì bây giờ lại tiếp tục xong, bây giờ về pháp lý xem thằng này đã sang tên đổi chủ bao nhiêu lần rồi, cái nhà này cái lịch sử quá trình giao dịch mua bán của nó như thế nào, lại tiếp tục như thế. Thì trên cái ứng dụng của chúng ta nó sẽ tích hợp những tính năng đặc biệt như vậy. Chúng ta khi chúng ta quan tâm đến một cái sản phẩm nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể sao biết luôn được quy hoạch, biết luôn được về vị trí địa lý, biết luôn được về giá cả, biết luôn được về pháp lý, rồi biết được cả những cái gì ạ, những cái diện tích các thứ của ngôi nhà. Và sau này thì những người bán ấy, họ chỉ cần là cầm cái điện thoại, họ quay xung quanh cái ngôi nhà thôi, sau đó toàn bộ tất cả những ngành dữ liệu đó nó sẽ được chuyển thẳng lên trên cái ứng dụng của chúng ta, và sau đó thì cái ứng dụng này nó sẽ phân tích tất cả mọi các cái vấn đề. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta đang phát triển. Hiện nay có những thứ xong rồi nhưng mà chúng ta chưa đưa ra được, bởi vì phải chọn cái thời điểm, chọn cái đối thủ cạnh tranh nó chết đã chúng ta mới đưa ra. Cho nên là gì, hiện nay nói về công nghệ và áp dụng vào lĩnh vực bất động sản thì Mayland gần như đang là đơn vị tiên phong trong cái lĩnh vực này, và có rất nhiều cái mà Mayland đang xây dựng những đơn vị ở ngoài không làm được. Em cẩn thận chuẩn bị sẵn này. Nó vi miếu. Chơi cái này thì tôi nói đi tốt. Thế thì có những cái mà Mayland đang xây dựng ở đối thủ bên ngoài không có. Hiện nay ở cái bộ phận về truyền thông số của công ty đang đo lường cỡ tầm khoảng 15 tới 20 cái website chuyên về tìm kiếm giao dịch bất động sản trên thị trường ở Việt Nam. Và nhận thấy được rằng là gì ạ?
nói về công nghệ thì những cái đó thì rất yếu. Có những cái ví dụ như là bất động sản.com.vn hiện nay đang là một cái website để có cái lượng truy cập cũng như là dữ liệu lớn nhất ở Việt Nam. Thế nhưng mà những cái công nghệ ở bên đó thì nó cũng chưa có cái gì cả. Và có những thứ mà bên em đang làm bên đó không làm được. Cho nên thời gian tới vào tháng 3, cuối tháng 3 thì công ty sẽ public cái version 2, cái phiên bản 2 là tung ra cái app và nó cũng có nhiều các cái tính năng về công nghệ. Còn hiện nay thì là version 1 thì nó chỉ là một cái phiên bản website thôi. Chúng ta chỉ thực hành thao tác ở trên website thôi. Đó. Thì về cái sản phẩm của công ty là như thế. Và sau này nó còn nhiều các cái thứ khác nữa. Dần dần tất cả chúng ta sẽ được trải nghiệm. Và lúc đó thì sao ạ? Nó sẽ có rất nhiều các cái công cụ cho các cái đối tượng khác nhau trong cái lĩnh vực bất động sản. Vậy thì khi chúng ta đưa ra được sản phẩm rồi, chúng ta tạo ra được sản phẩm có giá trị cho thị trường rồi, thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải phát triển, phải cho cái sản phẩm đó tiết kiệm, tiếp cận được người dùng. Và cái kế hoạch của Mainland không chỉ là phát triển thị trường trong nước, mà chúng ta còn phải sao ạ? Nhân bản cái ứng dụng, nhân bản cái mô hình kinh doanh này ra toàn cầu. Hiện nay Grab cũng như là thành GoViet không phải của Việt Nam. Nhưng hiện nay nó đang sao ạ? Nó đang kinh doanh rất thành công ở Việt Nam. Thế thì nếu như chúng ta Việt Nam tạo ra được một cái sản phẩm về công nghệ như vậy, thì sau này chúng ta hoàn toàn có thể sao ạ? Đưa Mainland phát triển các cái thị trường nước khác. Không có một quốc gia nào mà không có giao dịch về bất động sản. Càng những quốc gia phát triển thì giao dịch bất động sản càng nhiều. Đúng vậy ạ? Cho nên là chỉ nói riêng về cái tiền chi phí quảng cáo cho việc tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam hàng năm nó đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hàng năm nó lên tới hàng nghìn tỷ. Chỉ việc là gì? Chi trả cho cái việc tìm kiếm bất động sản thôi. Chưa nói đến những cái việc khác. Đấy là một con số rất ấn tượng. Là một con số mà chúng ta đáng để chúng ta phải nhìn vào. Và nó là một cái tiềm năng rất lớn. Thế thì tội gì mà chúng ta không nhảy vào đúng không ạ? Chúng ta làm chủ được công nghệ. Đó. Và trong cái quá trình phát triển của Mainland, thế thì cái tầm nhìn chiến lược của chúng ta nó không chỉ dừng lại là tạo ra một cái gì ạ? Tạo ra một cái ứng dụng dùng để tìm kiếm bất động sản. Mà chúng ta sẽ phải trở thành một cái ngân hàng số trong lĩnh vực bất động sản. Thế ngân hàng số là gì? Và tại sao chúng ta lại nói cái việc đó? Cái ngân hàng số này nó sẽ giúp cho chúng ta là sao ạ? Đầu tư bất động sản với 10 triệu đồng. 5-7 triệu chúng ta cũng có thể đầu tư được bất động sản. Và để làm cái việc này thì chúng ta phải tiếp cận với một cái khái niệm mới. Đó là gì ạ? Khái niệm về blockchain trong lĩnh vực bất động sản. Ở đây đã bao nhiêu người nghe đến cái từ blockchain ạ? Giơ tay em coi. À rồi, ok. Khá là nhiều đúng không ạ? Thế thì về mọi người nghe đến blockchain rồi thì có lẽ là gì? Là mọi người cũng biết được cái vai trò của cái công nghệ blockchain nó như thế nào đúng không ạ? Nó minh bạch, nó bất biến. Rồi nó gì nữa? Nếu như bây giờ cái công nghệ blockchain này mà được áp dụng vào cho cái việc gọi là thi tốt nghiệp cho phổ thông quốc gia thì sao? Rất khó để mà xảy ra được cái chuyện gian lận thi cử. Bởi vì hiện nay cái việc chấm thi nó vẫn đang là thủ công. Máy in fax rồi quét này kia thực tế nó rất là thủ công. Thế nếu như bây giờ mà toàn bộ dữ liệu đó mà được số hóa thì đảm bảo không bao giờ có cái chuyện tiêu cực. Nếu như bây giờ blockchain này mà được áp dụng vào tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt trong cái vấn đề gì ạ? Trong vấn đề về hành chính của các cơ quan chính phủ nhà nước thì gì? Làm gì có cái chuyện tham nhũng? Giống như Bộ trưởng Son vừa rồi tham nhũng 3 triệu đô hả? Sẽ rất khó để có những cái việc như vậy. Và đương nhiên thì cái công nghệ này hiện nay trên thế giới và đặc biệt là Trung Quốc đang gần như là tiên phong luôn. Và chính thức từ năm 2020 này là chính phủ Trung Quốc đã có những cái gì ạ? Có những cái luật cho cái việc này. Và đang ủng hộ rất mạnh mẽ các cái công ty về công nghệ liên quan blockchain.
Việt Nam thì cũng quan tâm đấy, cũng quan tâm đấy, nhưng mà luôn luôn gọi là đi chậm, bởi vì cái tư duy của các lãnh đạo bây giờ cũng hơi chậm một tí. Việt Nam vẫn đang là cái thế hệ 4X, ít nhất cũng phải cái thế hệ 6X, lãnh đạo nó sẽ khác. Đó. Tư duy sẽ khác. Vậy thì cái công nghệ blockchain này nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một cái ngân hàng số trong lĩnh vực bất động sản. Thế thì nói ngân hàng số như này để cho mọi người dễ hình dung. Ví dụ như bây giờ anh chị có nhà trị giá 10 tỷ và anh chị đang cần 5 tỷ để cho cái việc kinh doanh của mình. Bây giờ thay vì đi bây giờ làm sao? Nếu bây giờ đi cầm cố ngân hàng thì không cầm được. Bởi vì sao? Chúng ta vay 5 tỷ chúng ta phải chứng minh rất nhiều thứ, chứ không phải cứ có sổ đỏ là chúng ta đi cầm được. Phải chứng minh thu nhập và mọi thứ. Bây giờ không chứng minh được thì không cho vay. Đúng không? Mà bây giờ bán thì định một là phải bán hết, chứ làm gì bán được nửa ngôi nhà. Đấy. Vậy thì khi đó các anh chị sẽ không cần phải lo cái việc đấy nữa. Toàn bộ ngôi nhà của anh chị trị giá 10 tỷ sẽ được số hóa bởi công nghệ blockchain. Ví dụ như bây giờ anh chị đặt tên cho cái nhà của anh chị là nhà A đi. Cái nhà đó sẽ chia được thành 100 phần khác nhau, tùy theo anh chị thích thành 100 phần hay thành 1.000 phần hay thành 1 triệu phần cũng được. Sau đó là sao ạ? Các anh chị ký quỹ với cái ngân hàng số của Vlink và anh chị bán đi 50% giá trị của ngôi nhà cho người khác. Đây nó gọi là gì ạ? Bất động sản chia sẻ là như thế. Thế bây giờ như chú có nhà chú bán, bây giờ chú cần 5 tỷ đúng không? Nhà chú vẫn ở nhưng chú lên trên này chú bán đi còn được. Cái nhà của chú nó được số hóa thì nó sẽ được sao? Được chia thành bao nhiêu cái token này? Sau này nó gọi là cái token này, token hay nó còn gọi là tiền kỹ thuật số. Và lúc đó ví dụ nhà của chú 10 tỷ tương ứng với cả bao nhiêu ạ? 1 triệu token chẳng hạn. Thế thì mỗi một cái token nó tương ứng bao nhiêu tiền? 10.000, ví dụ như thế. Vậy thì chú lên chú bán 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, tùy muốn bán bao nhiêu bán. Và lúc đó sẽ có những người sao ạ? Họ cũng có nhu cầu về bất động sản. Sau đó họ lên cái app này, họ lên cái ứng dụng này, họ thấy rằng à, thông tin giá nhà ông này ở sao ạ? Ở ngã tư Sở rất phù hợp, và nếu như mình có đầu tư thì mình không bao giờ mình lo bị xuống giá. Bởi vì xem cái biểu đồ giá này trong hàng chục năm qua chỉ có thể đi lên không có thể đi xuống. Vậy thì lúc đó sao? Sẽ có hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người họ nhảy vào họ mua và họ sở hữu 50% cái ngôi nhà của chú. Thì đấy là gì? Đấy là cái ngân hàng như thế. Và cũng có những người ở tận trong Sài Gòn, trong Nha Trang, họ cũng muốn bán những cái tài sản của họ như vậy. Và chúng ta chỉ việc sao? Chúng ta mở cái app lên, chúng ta biết hết tất tần tật mọi cái thông tin về cái bất động sản này đó. Chúng ta biết được cả những cái gì ạ? Những cái giá ở khu vực đó, cái giá của cái bất động sản đó hiện nay nó đang rơi vào khoảng bao nhiêu để chúng ta xuống tiền chúng ta đầu tư. Chúng ta không cần phải vào tận nơi để đi xem đất, để phải nhờ dân thổ địa đi dẫn chúng ta đi xem, rồi xem từng ly từng tí tất cả mọi thứ liên quan mảnh đất đó. Đấy nó gọi là gì? Bất động sản chia sẻ là như thế, chia sẻ cơ hội đầu tư và chia sẻ về lợi nhuận. Đấy là cái mà Mainland hướng đến. Và để phục vụ cho cái ngân hàng số này, chúng ta cần phải tạo ra một cái hệ sinh thái, tạo ra một cái hệ sinh thái về bất động sản. Ví dụ như là Mainland.com hiện nay chúng ta chỉ là một cái sàn bất động sản giao dịch trực tuyến thôi. Sau này chúng ta có cả những cái công cụ, ví dụ như MyTraders, công cụ dành cho quản lý, công cụ quản lý dành cho nhà đầu tư hay là các cái nhà thầu bất động sản. Ví dụ như MyLandGate để cung cấp bản đồ địa chính và các cái giải pháp pháp lý nâng cao. Rồi làm sao ạ? Chúng ta còn có cả những cái gì ạ? MyID giống như thằng VinGroup bây giờ nó đang tạo ra cái VinID á. Thì mọi người cứ có cái tài khoản VID thì sau này mọi người có thể sao ạ? Sử dụng để mua tất cả những cái thứ gì liên quan đến thằng Vin, bệnh viện, trường học, đúng không ạ? Rồi là xe cộ, rồi siêu thị, rồi các trung tâm thương mại của nó. Mọi người chỉ cần một cái tài khoản như thế thôi là mọi người có thể thanh toán được toàn bộ hệ sinh thái của nó. Thì sau này Mainland cũng tương tự như vậy. Mainland cũng sẽ có một cái gọi là cái MyID. Nó sẽ chứa toàn bộ các cái dữ liệu
Và chúng ta cũng chỉ cần sao ạ, có cái tài khoản đó thôi, chúng ta hoàn toàn có thể là sao, sử dụng trong toàn bộ các hệ sinh thái của Mele. Chúng ta còn có những cái mạng xã hội chuyên biệt dành cho lĩnh vực bất động sản. Chúng ta có những cái công cụ chat, mọi người có thể chat, nói chuyện, trao đổi tin nhắn các thứ với nhau. Chúng ta có cả những cái kênh như MayTV, nó giống như YouTube bây giờ, để mọi người có thể đăng các cái video clip, phát các cái bài giảng, các cái thuyết trình, các cái kinh nghiệm chia sẻ về lĩnh vực bất động sản. Và mọi người khi chia sẻ như vậy thì mọi người có thể kiếm được tiền từ những cái đó. Chúng ta tạo ra giá trị và chúng ta chia sẻ cho những người khác và họ phải trả tiền cho chúng ta. Đó. Đấy là gì ạ? Đấy là những cái thứ mà chúng ta đang làm, điển hình nó cũng cái nền kinh tế chia sẻ là như thế. Chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được tiền. Rất nhiều thứ. Và hiện nay thì Mylen cũng đang xây dựng tất cả những cái thứ đó để đảm bảo sau này chúng ta có một cái hệ sinh thái rất lớn trong cái lĩnh vực bất động sản. Và mục tiêu của doanh nghiệp thì mỗi một doanh nghiệp khi họ tạo lập cái mô hình kinh doanh thì họ đều có những mục tiêu nó rất là rõ ràng. Và Mylen cũng như vậy, tạo ra giá trị cho xã hội, đúng không ạ? Và hướng tới phải là sao? Phải IPO thành công để bảo đảm cái quyền lợi của nhà đầu tư. Thế thì ở đây trước khi IPO thì công ty cũng có những cái kế hoạch rất cụ thể và rõ ràng về doanh thu và lợi nhuận. Bởi vì điều kiện để chúng ta có thể IPO để lên sàn thành công được thì chúng ta phải có cái gì? Phải có các cái hồ sơ sổ sách về doanh thu và cái lợi nhuận. Nhưng mà trong mấy năm liên tiếp thì mới đủ điều kiện để lên sàn. Vậy thì điều đây là cái gì ạ? Cái kế hoạch về doanh thu lợi nhuận của công ty năm 2021 à 20, 21 hoặc là 22. Đó. Và để có được cái doanh thu và lợi nhuận như này thì công ty phải có những cái kế hoạch rất là rõ ràng cụ thể. Năm nay phát triển thị trường ở đâu, năm sau phát triển thị trường ở đâu, năm sau nữa phát triển ở đâu. Rồi phải có kế hoạch gì? Kế hoạch về truyền thông. Nếu như sản phẩm chúng ta tốt mà chúng ta không có một cái kế hoạch truyền thông đủ lớn thì làm sao chúng ta không kéo được người dùng về sử dụng cái sản phẩm của chúng ta. Và Mylen thì sẽ tập trung chính vào cho cái việc gọi là truyền thông số. Bởi vì các cái kênh marketing truyền thông thông thường hiện nay á, nó rất là tốn kém chi phí. Ví dụ bây giờ là anh chị mà muốn xem quảng cáo ở trên TV thì anh chị mất bao nhiêu tiền? Anh chị có doanh nghiệp, anh chị có sản phẩm mà muốn quảng cáo cái sản phẩm đó lên TV, truyền hình, đặc biệt là cái giờ vàng của buổi tối đó, trước mấy cái phim đang hot chẳng hạn, thì hoa hồng trên đường trái à? Đấy, cứ thử quảng cáo 30 giây trước mấy cái phim đó xem chúng ta mất bao nhiêu tiền. Đốt tiền kinh khủng luôn, 30 triệu một giây. 30 giây nó mất gần tỷ bạc. Cho nên là gì? Cái hướng về marketing của công ty ấy sẽ tập trung mạnh vào cái việc truyền thông số. Và hiện nay bộ phận truyền thông số của công ty có khoảng 20 đến 30 bạn trẻ đang tập trung làm cái việc này, đang tập trung để đẩy làm sao ạ? Để cho khi chúng ta gõ một cái từ khóa lên trên Google hay Facebook về bất động sản là nó nhảy ra Mylen đầu tiên. Để sau này chúng ta sẽ thấy trên Facebook hay Zalo mở lên toàn thấy Mylen thôi. Đó là cái cách chúng ta đang đi theo cái hướng truyền thông số này như vậy. Và cái cách này thì nó sao ạ? Nó sẽ làm cho cái chi phí marketing của doanh nghiệp nó giảm xuống. Nó giảm xuống thì đồng nghĩa với việc gì? Lợi nhuận của nhà đầu tư được tăng lên. Đó. Và cái kế hoạch đó nó rất quan trọng để nó kéo được cái người dùng, kéo được tất cả những người có nhu cầu về bất động sản, họ về họ sử dụng cái ứng dụng của chúng ta. Họ về họ sử dụng. Và khi chúng ta có được cái lượng người dùng như thế này thì sao ạ? Nó mới đảm bảo được cái việc là gì? Cái doanh thu của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì như này. Nếu như chúng ta có 1 triệu người dùng vào năm 2020 và một người này họ chỉ cần làm sao ạ? Trả cho công ty là 1 đô trên 1 tháng thôi thì chúng ta có bao nhiêu tiền?
Nếu như họ tìm kiếm bất động sản, họ giao dịch bất động sản, họ làm môi giới bất động sản, họ kiếm được 10 triệu, 20 triệu, thậm chí có những người kiếm được 50, 100 triệu trên một tháng trong lĩnh vực bất động sản, và họ trả cho công ty 1 đô la, kiếm được 1.000, 2.000 đô mà trả 1 đô thì có trả không ạ? Trả quá đi. Kiếm 10 triệu trả 1 đô cũng vô tư. Đó. Kiếm được 10 triệu trả 1 đô vô tư. Vậy thì sao ạ? 1 triệu người này sẽ mang lại doanh thu cho công ty là 1 triệu đô la trên 1 tháng. Em ngừng lại nhé. Mang lại cho công ty doanh thu 1 triệu đô la trên 1 tháng. Như vậy thì sao ạ? 1 năm chúng ta có bao nhiêu? 12 triệu đô la. Nó rơi cỡ vào khoảng 250 tỷ. Và ở đây thì công ty sao ạ? Đặt doanh thu năm 2020 chỉ là 10 tỷ thôi. Một con số rất khiêm tốn. Một con số rất khiêm tốn. Đó. Và sau này thì sao ạ? Cái lượng người dùng của chúng ta nó còn có thể tăng lên nữa. Bởi vì theo khảo sát hiện nay, nếu như các cái ứng dụng về tìm kiếm giao dịch bất động sản, không chỉ ở Việt Nam nhé, Việt Nam không nói. Việt Nam thì hiện nay là Mailand là tiên phong rồi. Các cái đối thủ bên cạnh thì không nói. Ở trên thế giới cũng rất ít. Họ cũng có những cái ứng dụng về tìm kiếm bất động sản, nhưng thực tế là gì? Cái công nghệ nó chưa đủ để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Chưa đủ để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Đó. Và sang năm 2021 là bắt đầu chúng ta đã có những cái kế hoạch bắt đầu sau chiếm lĩnh và vươn ra các thị trường trong khu vực. Sau đó thì sao? Vươn ra các cái nước phát triển hơn. Đó. Và đương nhiên thì sao ạ? Các cái kế hoạch lớn như thế thì chúng ta phải có những nhân sự đủ giỏi, đủ tốt. Và hiện nay thì giám đốc các bộ phận, ví dụ bộ phận truyền thông số, bộ phận công nghệ hay bộ phận nhân sự, rồi bộ phận về nhận diện thương hiệu thì đều là những người xuất sắc. Bởi vì mỗi một bộ phận phải có những con người xuất sắc đứng đầu như vậy thì mới tạo ra sao ạ? Tạo ra một cái tập thể xuất sắc được. Và đến thời điểm này thì nhân sự ở công ty đang rơi vào khoảng cỡ khoảng 70-80 người. Và dự kiến là năm sau chúng ta có thể lên tới khoảng 200-250 người. Đấy là riêng cho cái trụ sở chính ở Hà Nội này thôi. Và hiện nay thì chúng ta đã có một cái văn phòng đại diện ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và em Tùng thì cũng đang là cái người là phụ trách cái văn phòng trong đấy, thường xuyên cũng có mặt ở trong đấy. Và vừa rồi cũng có khai trương thêm một cái văn phòng nữa ở dưới Thái Bình. Và cái kế hoạch là năm 2020 này sẽ có khoảng 20 cái văn phòng ở khắp các tỉnh thành. 20 cái văn phòng ở khắp các tỉnh thành, vừa để làm việc với các nhà đầu tư mà vừa để sau này làm sao ạ, cũng trở thành một cái văn phòng đại diện cho cái sản phẩm của chúng ta. Bởi vì lúc đó ở đâu cũng có giao dịch bất động sản, thế thì họ muốn giao dịch, họ muốn bán, họ muốn trao đổi hay họ muốn cho thuê thì họ cứ thông qua chúng ta thôi, đúng không ạ? Tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức và tiền bạc thì chẳng dại gì mà họ cũng hợp tác với chúng ta cả. Thì đấy là cái kế hoạch về nhân sự như thế này. Và để cho công ty có thể phát triển được và có thể trở thành một cái công ty khởi nghiệp, được gọi là một cái startup kỳ lân, thì cái nhu cầu về vốn cũng rất lớn. Nhu cầu về vốn rất lớn. Như hiện nay thì chi phí có thể lên tới hàng chục tỷ một tháng. Chi phí lên tới hàng chục tỷ một tháng. Chi phí cho nhân sự, bởi vì sao? Bởi vì một cái những cái bạn làm công nghệ, rất nhiều bạn lương 2.000, 3.000 là chuyện rất bình thường. Ví dụ như bạn Minh đang là giám đốc công nghệ công ty, bạn ấy có những cái offer ở bên ngoài lương lên tới hơn 10.000 đô mà bạn không làm, bạn lại về bên em bạn làm, lương có một nửa. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì bạn thấy được cái tầm nhìn ở đây. Và đúng cái thứ mà bạn ấy đang mong muốn, nó là một cái ngân hàng số về bất động sản. Cho nên là bạn ấy chấp nhận gì? Cái thu nhập ở bên kia cao hơn, nhưng bạn vẫn không hợp tác của bạn về Mailand để bạn làm việc, bạn làm giám đốc công nghệ này. Bạn Minh sinh năm 92 thôi. Đội ngũ công nghệ công ty rất là giỏi.
Và để có vốn cho cái việc hoạt động doanh nghiệp như vậy thì hiện nay công ty đang gì ạ? Đang gọi vốn đầu tư. Và tại sao công ty lại phải tổ chức các cái buổi hội thảo như này? Bởi vì công ty đang sử dụng hình thức gọi vốn cộng đồng. Không phải là 5-3 người góp tiền vào với nhau nữa. Thay vì như vậy thì sao ạ? Chúng ta mở rộng ra hàng nghìn người, hàng chục nghìn người. Đến ngày hôm nay thì công ty đang có khoảng là 10.700 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào công ty. 10.700 sau hơn 5 tháng. Là một con số gọi là gì ạ? Cũng phải nói rằng là rất nhiều các cái đơn vị ở bên ngoài họ đang họ không hiểu sao nên nó làm được như vậy. Nếu như chúng ta không tạo ra những giá trị thực sự, chúng ta không có những kế hoạch bài bản, chúng ta không rõ ràng minh bạch trong mọi vấn đề của một cái doanh nghiệp, thì chắc chắn chúng ta không thể gọi vốn từ cái số lượng người như vậy được. Đó. Và trước khi đến cái phần mà chia sẻ cho các cái anh chị về cái mức đầu tư của công ty như thế nào ấy, thì có một cái này cần phải chia sẻ với anh chị. Đây là cái kế hoạch về IPO của công ty. Bởi vì chúng ta đầu tư vào đây ấy, chúng ta chỉ đầu tư vào xong rồi chúng ta nghĩ rằng là gì? À, đầu tư vào xong rồi một năm được bao nhiêu phần trăm ấy, thì rất nhiều người sẽ không quan tâm cái việc đó. Mà rất nhiều người họ đầu tư vào đây bởi vì sao? Họ thấy được cái kế hoạch này. Đây là cái kế hoạch về IPO. IPO là gì? IPO là phát hành lần đầu ra công chúng. Phát hành lần đầu ra công chúng, phát hành cái cổ phiếu lần đầu ra công chúng. À, chúng ta sẽ thấy thị trường chứng khoán đúng không ạ? Bản tin tài chính của sáng hôm nay sàn Thành phố Hồ Chí Minh mất bao nhiêu điểm? Bởi vì sao sàn Sài Gòn à sàn Hà Nội mất bao nhiêu điểm? Vì sao mã chứng khoán của ông bầu ông Vượng đúng không? Lại tăng lên bao nhiêu phần trăm và tổng số tài sản ông Vượng đang nắm giữ là hơn 10 tỷ. Đến tháng sau đã thấy là 10 mấy tỷ rồi. Bởi vì sao? Cái số tiền đó tính được tính trên cái giá trị cổ phiếu mà ông ấy đang nắm giữ. Bởi vì đó là những cái công ty đã lên sàn rồi. Sau này Mayland cũng như vậy. Sau này mà Mayland trở thành một công ty công nghệ nổi tiếng ở Việt Nam vào lúc đấy là sao ạ? Bản tin tài chính kiểu gì cũng phải nhắc đấy. À, mã giao dịch chứng khoán của tập đoàn Mayland ngày hôm nay tăng bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như vậy. Và hiện nay thì công ty đang làm tất cả những cái việc gì? Tạo ra cái giá trị, tạo ra cái doanh thu lợi nhuận và để cái cổ phiếu của chúng ta có thể niêm yết lên trên sàn chứng khoán. Đây là một số thông tin về một số các cái công ty mà khi trước kia họ IPO đã thành công ở trên thế giới. À, ví dụ như là năm 1996 Yahoo IPO với giá 13 đô trên một cổ phiếu. Năm 80 Apple ấy, là iPhone anh chị đang sử dụng, là khi IPO giá 22 đô, cách đây khoảng 40 năm. 2004 Google IPO giá 85 đô và Facebook 2012 IPO giá 38 đô. Alibaba năm 2007 tổ chức IPO lần đầu ở Hồng Kông thu về được 1,6 tỷ đô la. Và năm 2014 IPO tại thị trường Mỹ được bao nhiêu đô đấy? 25 tỷ đô. Một con số quá kinh khủng. Và cái câu chuyện thành công ở xung quanh về Alibaba thì nhiều. Anh chị có thể là về gõ các câu chuyện thành công liên quan Alibaba, anh chị sẽ thấy rất nhiều người trở thành triệu phú đô la. Rất nhiều người trở thành triệu phú đô la ngay sau khi công ty chào sàn thành công. Và với Mayland, với Mayland thì sao ạ? Nếu như sau này trong 3 hoặc 4 năm tới mà chúng ta cũng niêm yết được lên sàn chứng khoán, và lúc đó giá chỉ cần làm sao ạ? Chặn cái mốc 2 đô thôi. Em chỉ ví dụ là chặn mốc 2 đô nhé. Thì tài sản của những người đó, nếu như họ đầu tư vào thời điểm này, nó tăng khoảng 54 lần. Mức 2 đô là mức một con số rất là khiêm tốn. Mọi người biết Zalo của Việt Nam hiện nay bao nhiêu đô? 80 đô. Mà nó chỉ là một cái gì?
một cái ứng dụng nhắn tin gọi điện chia sẻ hình ảnh thôi. Đấy, làm việc nhóm teamwork các kiểu. Vậy thì nếu như cái ứng dụng của chúng ta nó giải quyết được rất nhiều các cái vấn đề trong lĩnh vực bất động sản như vậy, thế thì cái 2 đô nó có phải là con số lớn không ạ? 20 đô là bây giờ khoảng, cứ cho khoảng 46.000 đi. Được. 46.000 mà hiện nay nếu như chúng ta bỏ tiền ra chúng ta đầu tư ngày hôm nay nó chỉ bao nhiêu? 900 đồng. 900 đồng đấy. Giá trị ngày hôm nay chính là 900 đồng. Nếu như ngày hôm nay anh chị đầu tư 1.000 đô, ngoài cái việc anh chị được chiết khấu này kia nữa, thì nếu như lên sàn với giá 2 đô, thì cái giá trị tăng trưởng tài sản nó rơi vào khoảng trên 50 lần, 53, 54 lần. Thế thì nếu như chúng ta đầu tư 4 năm, cứ cho là 4 năm đi, muộn nhất công ty 4 năm, nhưng mà bây giờ anh Trung đang muốn đẩy nhanh chỉ 3 năm thôi, là phải IPO được rồi. Bởi vì chúng ta làm công nghệ, chứ chúng ta không phải là sản xuất ô tô, sản xuất xe máy, sản xuất máy tính. Bởi vì nếu nó là một công ty sản xuất ý, mà để nó IPO được nó rất mất thời gian, rất khó. Nhưng vì chúng ta là một công ty công nghệ, cho thành ra là cái tốc độ phát triển, cái tốc độ tăng trưởng nó cực kỳ nhanh. Và anh Hoàng Mai Trung đang muốn chỉ trong vòng 3 năm thôi. Và một kế hoạch muộn nhất là 2023 là chúng ta phải IPO. Bé nhất cũng phải lên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sàn Hà Nội còn bé hơn. Đó, cho nên là gì? Ở Việt Nam thì sàn Thành phố Hồ Chí Minh là sàn to nhất. Đó, cho nên tối thiểu là phải lên được sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì công ty đang có kế hoạch như vậy thì hiện nay công ty đang gọi vốn. Và công ty chia làm 18 giai đoạn. Gọi vốn theo 18 giai đoạn. Để mọi người thấy lên trên sắc tay, các bạn xem trên đấy nó cứ mấy ông cứ hỏi là em gọi vốn đến vòng nào rồi, Serie A, Serie B, cái thứ gì đó, đúng không ạ? Và chúng ta hiện nay chúng ta đang gọi vốn theo 18 giai đoạn và có 5 gói đầu tư tất cả từ 10 cho tới trên 50.000 đô. Và mỗi một cái gói đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ được hưởng cái chiết khấu khác nhau. Ví dụ như là dưới 50 đô thì chúng ta không được chiết khấu, 50 đến 500 chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ? 1%. 500 đến 5.000 được 3%. 5.000 đến 50.000 chúng ta được 4%, và trên 50.000 chúng ta được 5%. Đó. Đây là gì? Đây là khi chúng ta đầu tư. Ví dụ như bây giờ chúng ta đầu tư cái gói thứ 3 này đi. Chúng ta đầu tư 1.000 đô này đi. Được. Chúng ta đầu tư 1.000 đô thì sao? Chúng ta sẽ được thêm 30 đô nữa. Chúng ta được thêm 30 đô nữa. Thì đây là giá đầu tư. Tí nữa em sẽ mở máy tính em minh họa luôn cho mọi người thấy. Em sẽ mở máy tính em minh họa luôn. Và khi chúng ta đầu tư xong rồi, chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập ở đây thì làm nào? Xin thưa mọi người là ở công ty hiện nay là gì? Đang áp dụng cái hình thức tiếp thị liên kết. Và hiện nay thì gần như là các cái trang thương mại điện tử và các cái công ty về công nghệ là rất thích áp dụng hình thức tiếp thị liên kết như này. Mọi người thấy ở trên Shopee, Lazada hay là Tiki ấy, chúng ta đều có những cái tài khoản. Khi chúng ta tạo tài khoản, chúng ta mua hàng xong, chúng ta dùng cái đường link đó, chúng ta giới thiệu cho bạn bè, chúng ta sẽ được thêm tiền. Hay là Momo, cái ví Momo mọi người thấy không ạ? Giới thiệu bạn bè chúng ta sẽ được thêm tiền. Đó. Thì ở đây công ty cũng áp dụng cái hình thức gọi là affiliate như vậy. Affiliate marketing. Thì khi chúng ta tạo tài khoản xong, chúng ta đầu tư xong, chúng ta sẽ có một cái gọi là đường link giới thiệu, chúng ta gửi cho bạn bè. Tao đang đầu tư cái này hay lắm, mày đầu tư đi, đúng không ạ? Bạn bè cũng thông qua cái đường link đó đầu tư xong gái là chúng ta có công ty là sao? Bách là tiền hoa hồng cho chúng ta, vì chúng ta có công giới thiệu. Rất nhiều bây giờ, rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều các cô bác anh chị là gì, cứ ngồi nhà đầu tư xong bắt đầu ngồi nhà hàng ngày viết đăng lên trên Facebook, Zalo. Thế là cứ có người vào đầu tư xong cái là kiếm tiền theo kiểu gọi là thụ động thôi. Em là chịu khó chia sẻ, ngày nào em đăng Facebook, Zalo và đăng nhiều luôn, một ngày khi đăng mấy lần. Thế mà cứ thỉnh thoảng tự dưng lại thấy tài khoản nó nổi được mấy chục đô. Chả biết cái người đó là ai luôn. Họ trên mạng mà họ thấy mình chia sẻ, họ vào họ tìm hiểu. Họ tìm hiểu thì họ lên trên YouTube, Google, họ có thông tin thì họ tự xem các video clip của công ty, tự xem các video của anh Hoàng Mai Trung chia sẻ, tự xem các video của
giám đốc các bộ phận chia sẻ là họ tự đầu tư, thì em thấy em có tiền cũng vậy thôi. Đó. Thì đấy là gì? Là cái cách mà chúng ta kiếm thêm thu nhập đây như thế. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp cho anh em bạn bè. Như em Tùng đây là chia sẻ hết người nhà, bố mẹ vợ con, đấy. Thậm chí cả người yêu cũ cũng đầu tư ở đây. Có thật? Có người yêu cũ là mời hết. Người yêu mới thì chưa có, nếu mà có là cũng mời hết. Người gầy quá. Không phải gầy vì nhiều người yêu đâu chú ạ, mà cháu là gầy vì cháu là cái chạm người như vậy thôi. Chứ là cháu yêu thì cháu chỉ để nhìn mà. Và công ty của chúng ta không phải là một công ty đa cấp, mà chúng ta chỉ áp dụng hình thức tiếp thị liên kết cho cái việc kinh doanh của chúng ta thôi. Sau này cái sản phẩm của chúng ta cũng áp dụng như vậy. Và hiện nay nếu như chúng ta giới thiệu ra một hệ thống các cái nhà đầu tư, giới thiệu được một hệ thống các nhà đầu tư, sau này họ ứng dụng, họ sử dụng cái ứng dụng của chúng ta để họ làm sao ạ? Họ giao dịch bất động sản, họ trở thành một cái nhà môi giới chuyên nghiệp bằng cách họ sử dụng ứng dụng. Lúc đó mỗi một tháng họ trả phí cho công ty bao nhiêu tiền thì công ty sẽ hoàn lại chúng ta một khoản phí đó. Đấy là cái thu nhập thụ động. Ví dụ bây giờ nếu như thằng Grab nó cũng ứng dụng cái kiểu đó. Em hôm nay em tạo tài khoản, em chạy xe xong bắt đầu em giới thiệu cho toàn bộ bạn bè của em. Biết đâu có một ngày nào đó bạn bè của em nó cũng xách xe nó đi nó chạy. Đúng không ạ? Và mỗi một lần nó chạy như vậy thì hiện nay Grab đang thu 20-25% trên một cốc xe. Thế bây giờ nếu như ông Grab ông cho là em 5% thì có phải ngon không? Ngon không ạ? Đó. Đấy. Shopee hay là Tiki hay Lazada, bây giờ các trang thương mại điện tử đều sử dụng những hình thức như thế cả. Nhiều khi chúng ta cũng không kinh doanh hàng hóa gì cả, nhưng mà rất nhanh nhẹn tạo một cái tài khoản, cũng giao dịch mua hàng đi, sau đó thì tung hết cho bạn bè. Chúng mày đăng ký thì đăng ký miễn phí. Rồi tự dưng hàng tháng cứ có một cái khoản tiền nó đổ về tài khoản. Ngon không ạ? Thế thì sau này bạn bè của chúng ta cũng như vậy. Bây giờ họ không thể đứng đường để họ giao dịch bất động sản, nhưng sau này nhờ cái ứng dụng này mà họ trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp. Bởi vì trên này nó tích hợp hết tất cả tính năng công nghệ rồi. Ông chỉ việc là lấy thông tin ở đây và ông đưa lên trên này thôi. Sau đó sẽ có người sao ạ? Họ liên hệ họ mua. Ngoài cái việc ông làm sao? Ông được cái tiền hoa hồng này kia nữa. Lại còn được làm sao? Toàn bộ những cái môi giới bên dưới trả lại tiền cho ta. Ngon quá. Tội gì không làm. Đúng không ạ? Buổi tối trước khi đi ngủ thì đăng một vài bài, sáng ngày ra ngủ dậy đăng một vài bài, chưa ăn cơm xong đăng một vài bài. Rất đơn giản như thế. Mà càng nhiều người đăng thì lại càng tạo được cái niềm tin cho những khách hàng chúng ta. Nếu bây giờ mà cứ thấy là 5-7 bạn bè cùng đăng thông tin, nó bảo kiểu gì cũng sẽ tò mò, không hiểu sao nó làm cái gì mà lại nhiều người đăng lên như thế. Thế cuối cùng là sao ạ? Kiểu gì có lúc mày đầu tư cái gì cho tao đầu tư với. Rất nhiều bạn bè của em có đâu chia sẻ đâu, em chỉ có việc đăng lên thế thôi. Sáng nào ngủ dậy đập vào mắt về cái status của mình. Thì chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập bằng cái việc này. Chúng ta sẽ kiếm được từ 10-15% tiền hoa hồng chúng ta giới thiệu nhà đầu tư mới. Cứ một ai đó họ đăng ký dưới cái đường link của chúng ta, không cần biết họ đầu tư bao nhiêu, chúng ta sẽ được từ 10-15% tùy cái mức chúng ta đầu tư. Nếu chúng ta đầu tư 1.000 đô ấy thì chúng ta sẽ được 13%. Họ đầu tư 1.000 giống chúng ta thì chúng ta được 130 đô. Ngoài ra chúng ta còn được thưởng thêm bằng cổ phần từ 1-5%. Nếu như chúng ta đầu tư bao nhiêu ạ, 1.000 đô, khách hàng của chúng ta đầu tư 1.000 đô, sau đó cái người ở bên dưới nữa họ cũng đầu tư 1.000 đô, thì chúng ta sẽ được thêm 3% từ cái cổ phần nhân được đó. Vậy thì đến cái đoạn này thì chắc là phải dùng bảng để vẽ cho mọi người nhìn rõ một tí. Anh có thể xem ở đây có cái bút nào không nhỉ, để cho mọi người thấy được là gì, chúng ta đầu tư như thế nào là tối ưu đó. Thế chúng ta đầu tư thì đầu tư như thế nào là đây, anh cứ để giữa.
Thế chúng ta nếu như chúng ta xác định đầu tư thì đầu tư như thế nào là tối ưu? À, hiện nay có một số kể cả các cái ứng dụng, ví dụ như là ứng dụng về làm đẹp, đặc biệt là các chị em ở đây, đúng không? Làm đẹp một năm, một tháng rất nhiều, thậm chí tháng nào cũng làm. À, hiện nay thì bạn của em cũng đang tạo ra một cái ứng dụng kết nối cái dịch vụ làm đẹp và cũng áp dụng hình thức affiliate như thế. Chúng ta làm đẹp xong chúng ta gửi cái mã đó cho bạn bè nó đến nó làm thì sau này những salon đấy trả thêm tiền cho ta. Bây giờ nếu mà bạn bè chúng ta có khoảng 100 bạn nữ mà thường xuyên làm đẹp, thường xuyên spa, thường xuyên đi làm nail đúng không? Sau này thường xuyên đi làm tóc, một tháng kiếm được khối tiền đó. Thì đấy là cái mà hiện nay rất nhiều các cái đơn vị, đặc biệt là những cái công ty mà kinh doanh trong cái lĩnh vực về thương mại điện tử, họ đang ứng dụng hình thức tiếp thị liên kết. Vậy thì nếu như chúng ta đầu tư thì mọi người thấy này, em ví dụ như bây giờ là chúng ta đầu tư 1.000 đô, 1.000 đô bằng 23.300.000, con số này có lớn không ạ? Vừa con số này thì em nghĩ rằng là ở đây thì không có bạn nào sinh viên cả, chắc là ai cũng có con số này, đúng không? Ai cũng có con số này, em khẳng định luôn, em nhìn mặt em biết ở đây toàn người giàu. Nhìn thấy ai cũng ra tiền, không nhìn được tấn số đâu, nhưng mà nhìn biết ngay là có tiền. 23.300.000. Vậy thì mức chúng ta sẽ có được 3 cái. Thứ nhất là gì ạ? Chúng ta được chiết khấu 3%. Chúng ta sẽ được thêm 30 đô nữa. Cái thứ hai, chúng ta sẽ được 13% tiền hoa hồng trực tiếp. Và cái thứ ba, chúng ta sẽ được 3% cổ phần mây từ cái người F2. Ở đây gọi F1, F2 nhé. F1 là cái người mà chúng ta giới thiệu được trực tiếp, còn cái F2 là cái người gián tiếp. Đó. Ví dụ như đây là ông bố. Bố, đúng không ạ? Con, đây là cháu. Thế thì có phải đây là F1 đúng không ạ? Đây là F2. Đấy. Ví dụ như bây giờ có bác nào có cháu đấy, bác đầu tư xong bác về bác bỏ con bác đầu tư. Xong rồi cháu bác đầu tư thì bác sẽ kiếm được tiền từ con bác và bác sẽ kiếm được cổ phần từ cháu bác. Đó, đấy là gọi là F1, F2 là như thế. Thế thì nếu như bây giờ chúng ta đầu tư 1.000 đô, anh Quang ơi. Anh nha. Mr. Yeah. Ừ, anh bảo với anh Dược anh nha. Anh cứ gõ đi, xong anh gõ 1.000 đô xem nó ra được bao nhiêu cổ phần ngày hôm nay. Thực tế luôn đúng không ạ? Chúng ta làm thực tế luôn. Đây. Nếu chúng ta đầu tư 1.000 đô ngày hôm nay, anh gõ vào 1.000 đô đấy, xem nó được ra được bao nhiêu. Đây, mọi người nhìn nhá, 1.000 đô bấm đầu tư đi. Đây là lên rồi. Rồi. Chúng ta sẽ được coi như 26.000 đúng không? Anh bấm đầu tư đi, bấm đầu tư đi. Bấm. Không đầu tư thì nó không ra đâu. Nó được còn được thêm 300 đấy, gõ nhầm. Tổng chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ? Coi như 26.000, giá của ngày hôm nay là 0.0397 đô. Như vậy chúng ta đầu tư 1.000, chúng ta sẽ được 26.000. 1.000 đô thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? 26.000. Mày. Thế thì vậy nếu như bây giờ là lên sàn với giá 2 đô, như vậy chúng ta có bao nhiêu ạ? 52.000 đô. Chỗ này rơi vào khoảng chắc khoảng trên 1 tỷ nhỉ? Tỷ 3, tỷ 4. Nhiều phết, hơn tỷ. Bỏ ra 23.300.000. Em cứ cho là 4 năm đi. Thì chúng ta có hơn 1 tỷ. Nếu tính so với lãi suất ngân hàng thì không tính được. Vậy thì bây giờ chúng ta kinh doanh cái khác đi. Bỏ ra 23.300.000, bây giờ kinh doanh cái gì? Kinh doanh cái gì để 4 năm nữa chúng ta có gấp 4 lần này? Anh Nô. Là gì ạ? Anh Nô. Lô à?
mua rau muống lại trồng thấy ngon là thế anh. Đây anh Hùng, đây anh Hùng chuyên gia ngân hàng, anh Hùng em hỏi anh tí, bây giờ nếu mà lãi suất ngân hàng bây giờ 2-3 triệu 300, bây giờ là cứ cho là cứ để ngân hàng lãi suất kép đi, bây giờ 4 năm là bao tiền? Đây anh Hùng chuyên gia ngân hàng đây, lát anh sẽ chia sẻ mọi người xem nó ra cái này bao tiền đúng không ạ. Lát anh Hùng sẽ chia sẻ thêm mọi người về một chút về tài chính, tại vì anh là một chuyên gia trên trong lĩnh vực ngân hàng. Đấy, mình muốn bỏ một ý kiến của mình, muốn bỏ ra là 1.000 đô này. Dạ. Thì để lấy cái gì để chứng nhận cho mình để sau 4 năm được ra số tài khoản của mình? À không, con số này đang là cái con số phân tích dựa trên các cái cơ sở. Ví dụ như này, đấy như cháu vừa phân tích ở cái slide á, nó phải là một cái con số cam kết. Ví dụ bây giờ cháu cho nó 1 đô đi, thì chúng ta cũng được bao nhiêu ạ? 26.000 đô, khoảng 600 triệu, ví dụ như thế, 600 triệu. Mà với một cái, khi chúng ta đánh giá các cái con số như thế này, vậy thì chúng ta quay trở lại là gì? Chúng ta phải đánh giá lại được cái mô hình kinh doanh của công ty, chúng ta đánh giá được cái tiềm năng của dự án, chúng ta đánh giá được cái xu thế của công nghệ, chúng ta đánh giá được cái tiềm năng của thị trường về bất động sản, chúng ta đánh giá được cái nhu cầu của cái thị trường bất động sản. Đấy, thì khi chúng ta quay trở lại như vậy, những cái gì mà như cháu phân tích nãy, thì chúng ta sẽ thấy được những con số này là con số nó có cơ sở. Nó có cơ sở. Đó. Cho nên là gì? Nhiều người cứ bảo, thôi đầu tư vào đây 10 đô thôi. 10 đô là 233.000. 10 đô bây giờ làm gì? 10 đô bây giờ làm gì? Khó. Và có một điều là gì? Sang năm, hiện nay thì công ty đã có văn phòng đại diện cũng như là có giấy phép kinh doanh ở bên Singapore rồi, và đang có một cái kế hoạch rất lớn, đó là gì? Gọi vốn ở thị trường quốc tế, ví dụ như là một số các thị trường như Dubai hay là Hồng Kông. Thì nếu như bây giờ mà các thị trường đó họ thấy tiềm năng dự án, họ đổ tiền vào, thì liệu chúng ta còn sở hữu được những cái cổ phiếu giá rẻ như này không? Không có, chắc chắn là không có. Bởi vì làm gì bây giờ một cái công ty về công nghệ như thế này mà bán một cái giá nó cứ rơi vào khoảng 900 đồng như thế này, bây giờ một ly trà đá bây giờ là 3.000-4.000 rồi,